Chào 500 anh em nhé. Bây giờ là cái giờ đi ăn trưa rồi đây. Nắng nóng này chỉ có vào trong rừng này mà nghỉ mát thôi. Ngoài về thì khốt lắm. Đây. Thịt thì nướng gác ở trên cây. Cái này gọi là cái cắp. Các đồ ở trong rừng là tự chế hết. Có mang mỗi cái nồi cơm này đấy. Tò rè mang nồi cơm. Giờ chuẩn bị bay ra mà lên thớt thôi. Anh em đi đổi được ăn cái loại dâu giấm này chưa? Cái này người ta gọi là chắc rạo. Đấy, đi vào trong này nghỉ mát làm hết chai này thôi về đấy là lúc này đã đủ mát rồi. Ôi chết, chạy mẹ rồi. Ở quê tôi người ta dẫn tổng mường, người ta bảo là cơm đồ nhà gác nước phát lợn thui, nước vắt lợn thui cái đéo gì nữa không biết. Trong này mới ở hoàn khu này mới ngồi ăn cơm. Bứ thằng nào. Ui. Ui trời. Bữa nay là bao con rồi. Vui quá thôi. Hãy ăn kẹo. Đây rồi. Có cái mâm đá đây để ngồi rồi. Ngồi ăn cơm cho cái đàng hoàng. Mình tao lo rùm mày quýt lửa không? Đây là muối, tỏi, ớt. Đây nào. Cái này là cái chén đồ cổ. Đây người ta gọi là chóc rạo. Đây nè. Thế một cùi là một cùi. Khùng là một cùi. Kiểm tra giặt với người ta như là con. Chánh kiểm như lại. Mấy con đến hò không nhỉ? Mời anh em nhá. Mời đi. Chà chà chà. Rượu ngon. Rượu mùi gái thôi. Trong này có chân dài nữa thì chắc ở suốt trong này thì muốn về. Tối em vào. Tối gọi ngay mời em nhân viên vào. Cả quán cơm như ông quẩy. Khoan lại tới vui. Em ở đây ạ. Cho con điện lại chị. Cho con điện lại chị. Quạt. À.
Ta thịt loại này dai thật đấy. Đây giới thiệu với anh em, đây không phải là thịt lợn nhé. Đây thịt thịt, thịt gọi là gì nhỉ? Lợn rừng đúng không? Còn bạn. Đây lợn rừng. Nhìn bộ lông với lại ấy nó da dày với cả phân. Nướng thì mới top lại lần này. Con này là phải chiên và chắp ký anh em nhá. Khà đấy. Hello chào bà con. Chào 500 anh em. Uống đi, uống đi, uống đi. Cười cười thôi. Đấy. Tìm rất nhiều anh em mà ăn cũng không yên. Đây món cá. Thường chữa bỏ đau. Cá hôm nay nướng là quá kỹ thuật cho nên là hơi cháy. Kỹ thuật cao. Rồi, xin phép anh em này, chào anh em này để tập trung vào để uống cho hết cái chỗ chai này để cho nó về cho nó mát, nó không tí không mát cho. Đi nghỉ mát là phải hết cái chai đấy. Bỏ cái lớp áo giáp của